Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Ánh Sao Vàng. Các bạn thân mến, có thể bạn chưa biết ở đâu đó trên quả địa cầu này có một nơi rất khác nhưng lại rất giống Việt Nam. Nơi họ nói tiếng Việt, có văn hóa Việt, yêu mến lá cờ đỏ sao vàng. Chào mừng các bạn đến với Lumbago, Angola. Họ có một người thân đặc biệt mang tên Quang Linh Vlog YouTuber mang khát vọng Việt Nam tới châu Phi. Chúng ta đã khá quen thuộc với anh bạn Quang Linh và team châu Phi đang thực hiện rất nhiều dự án từ thiện tại đất nước Angola xa xôi. Chàng trai trẻ xứ Nghệ đang góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về văn hóa đất nước, sự tử tế của con người Việt Nam tại lục địa đen khi thực hiện nhiều hành trình thiện nguyện ý nghĩa. Hài hước, dí dỏm, những video về châu Phi của Quang Linh được chào đón và giúp người Việt hiểu hơn về cuộc sống của những dân tộc nằm sát đường xích đạo. Trong video ngày hôm nay, Ánh Sao Vàng muốn lan tỏa nhiều hơn giá trị nhân văn đến với mọi người. Chẳng những là một người có tài, Quang Linh mới đây còn ghi điểm trong mắt mọi người vì tấm lòng vàng của mình. Giữa thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, châu Phi được xem là một trong những nơi có nguy cơ cao bùng phát ổ dịch lớn và khó dập do cơ sở vật chất không đủ tốt. Thế nhưng Quang Linh không về Việt Nam tránh dịch như bao người khác, anh vẫn ở lại đây, gắn bó với nơi mình đang sinh sống và làm việc. Điều đáng quý hơn nữa là mặc dù hoàn cảnh ở xứ người của các bạn trẻ trong team châu Phi cũng gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng mới đây, Quang Linh và nhóm bạn đã chung tay ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ vaccine phòng Covid tại Việt Nam. Tấm lòng vàng của các bạn đã khiến trái tim của nhiều người Việt thổn thức và cảm thấy ấm áp hơn trong mùa dịch. Trước đó, Quang Linh đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của người dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế bởi trong thời gian 5 năm có mặt Angola, anh chàng vô cùng tận tâm với công việc xây nhà, sửa trường miễn phí, đồng thời hỗ trợ trẻ em nghèo đến lớp, giúp người dân học làm nông nghiệp, đi tìm nguồn nước sạch, cải thiện cuộc sống vốn rất vất vả, thiếu thốn trên mảnh đất khô cằn này. Mới đây nhất, dự án quảng bá ẩm thực Việt với những chuyến xe tình thương đưa các món ăn từ giải đất hình chữ S đi tới khắp các vùng quê nghèo khó ở Angola đã bắt đầu hoạt động. Trên kênh YouTube Chuyến Xe Tình Thương ở Châu Phi, bạn sẽ bắt gặp những nụ cười tươi rói của cả người lớn và trẻ em châu Phi khi được thưởng thức những món ăn dân dã nhưng ngon tuyệt của người Việt. Súp gà, sườn xào chua ngọt, cơm rang, cháo thịt bằm, bánh mì thập cẩm, toàn những món nằm lòng của người Việt Nam. Nhìn cảnh các em nhỏ ở vùng quê nghèo khó đang ăn uống rất ngon miệng như thế, lại là món ăn Việt Nam mộc mạc đơn giản. Tinh hoa ẩm thực của chúng ta giờ đây đã trở thành sợi dây nối kết trái tim và lan tỏa văn hóa Việt tới tận những miền đất hẻo lánh ở châu Phi. Những gì xuất phát từ trái tim nhất định sẽ đến được trái tim. Và trái tim người dân Angola nói riêng cũng như châu Phi nói chung chắc chắn sẽ mãi mãi ghi nhận tình cảm thương mến này của người Việt. Có lẽ sẽ có bạn đã từng biết tới nội dung này qua các video trước đây trên kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Nhưng hôm nay vẫn xin nhắc lại cho các bạn nào chưa biết để có thể hiểu thêm về hành trình kết nối trái tim Việt Nam-Angola mà Quang Linh và những người bạn của mình đã thực hiện bấy lâu nay. Hành trình phát cả nghìn bao gạo, tương đương 25 tấn, khoan 12 giếng nước miễn phí, sửa sang trường học để hỗ trợ 5.000 em đến trường, hướng dẫn cách chăn nuôi, dạy kỹ thuật canh tác, thậm chí tạo dựng các đội liên minh nông nghiệp có tới vài chục người, xây dựng nhà tình thương, nhà tắm và vệ sinh công cộng, hỗ trợ cô nhi viện, giúp đỡ nhóm trẻ em mồ côi, cung cấp cải thiện các kiến thức về đời sống văn hóa và tinh thần cho người dân bằng các hoạt động như xem phim, ca hát, đá bóng, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Dường như ai biết tới Quang Linh thì đều biết tới kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi với 2,17 triệu lượt đăng ký. Nhưng không nhiều người để ý rằng team Châu Phi còn có 6 kênh YouTube khác và mỗi kênh đều làm về những dự án thiện nguyện lan tỏa tình thương mến thương trên khắp các vùng quê nghèo khó ở Angola. Và đồng hành cùng anh Linh, chúng ta không thể không nhắc đến anh Đông, anh Hùng, anh Tiến, anh Linh Philip và anh Cameraman. Kênh Nông nghiệp Việt Nam ở Châu Phi, đó là những công việc thiện nguyện mà anh Quang Linh với anh Đông, anh Hùng đã và đang làm tại đất nước Angola xa xôi. Bằng kinh nghiệm làm nông trước đây ở Việt Nam, Linh và nhóm bạn đã hướng dẫn người dân châu Phi trồng rau, chăm sóc vườn đúng cách, cầm tay chỉ việc từng chi tiết nhỏ, làm đất ra sao, bón phân, gieo hạt thế nào, khi nào thì thu hoạch được rau. Các anh đều tận tụy lên đến bản cùng người dân làm việc. Có lẽ trong mắt người dân tại bản làng các anh như những người chuyên gia về nông nghiệp, có chi tiết khiến mình xúc động nhất. Đó là trong một tập video anh Hùng và anh Đông bị ốm, chân đau nhưng vẫn cố gắng ra vườn, chỉ dạy bà con. Như các bạn biết, vùng đất châu Phi có rất nhiều loại ký sinh trùng nguy hiểm. Khi đi làm vườn, các loại ký sinh trùng sẽ chui vào da và ký sinh trong đó tạo thành một ổ ký sinh trùng gây đau và sốt. Nếu không được chữa trị kịp thời, có thể gây ra những điều không muốn. Sau nhiều nỗ lực, team châu Phi cùng người dân bản địa đã đưa được nước suối về để tưới rau, hy vọng tiếp tục mở rộng mô hình trồng rau ra nhiều hộ dân, khu vực khác phù hợp trong vùng. Không những thế, các anh còn phát giống cho người dân để tạo thành một cuộc thi vườn sạch rau tốt để bà con phấn khởi làm nông. Sau khi kế hoạch làm nông nghiệp trên mảnh đất khô cằn của Linh cùng nhóm bạn bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực và đang được nhân rộng, nhóm tiếp tục triển khai việc hướng dẫn bà con nơi đây chăn nuôi. Những trại gà, chuồng heo, dê nho nhỏ ra đời cùng sự giúp đỡ tận tình của các anh em trong team châu Phi,
họ dạy người dân cách cho gia súc, gia cầm ăn uống với khẩu phần tùy theo từng giai đoạn chăn nuôi, cách vệ sinh chuồng trại, phòng bệnh cho đàn heo, đàn gà khỏe mạnh chóng lớn. Thành quả đầu tiên là chú dê con vô cùng đáng yêu và khỏe mạnh, bà con bản làng vô cùng vui sướng khi bắt đầu gặt hái những trái ngọt đầu tiên. Không chỉ dừng lại ở đó, khi thấy người dân ở vùng quê Sanjala của anh bạn Lindo không có nước sạch để sử dụng, Tim Châu Phi đã quyết định bỏ tiền thuê thợ ở tận Luanda, cách làng Sanjala khoảng 200 cây số, đến khoan giếng tìm nguồn nước ngọt. Và chỉ sau 3 tiếng, giấc mơ có nước sạch lần đầu trong đời của người dân Sanjala đã thành hiện thực. Ngỡ ngàng, xúc động, vui sướng, có lẽ chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm nhận của người dân bản địa khi thấy nước ngọt trong giếng, thứ còn quý hơn vàng bạc ở mảnh đất cằn cỗi này. Hình ảnh anh Quang Linh và những người bạn tại Châu Phi đang giúp cộng đồng đã khơi gợi cảm xúc bồi hồi tự hào nơi lồng ngực của biết bao người Việt. Từ nguồn thu làm kênh YouTube và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chàng trai 9X cùng nhóm bạn đã xây dựng xong ngôi nhà gạch đầu tiên cho hai bà cụ. Hai nhân vật may mắn lần này được Quang Linh giúp đỡ là cụ bà Lucia 95 tuổi và bà Mario 80 tuổi, sinh sống tại huyện Baidundo, tỉnh Huambo, Angola. Nhận được món quà giá trị lớn mà có lẽ cả cuộc đời của những người dân Châu Phi cũng chưa từng mơ đến, những giọt nước mắt xúc động như đang trực trào ra nơi khóe mắt của hai bà. Điều đặc biệt nhất là ở bản của hai bà cụ thì đây là ngôi nhà xây bằng gạch đầu tiên. Tất cả nhà ở bản này trước đây đều được xây bằng đất. Trên kênh YouTube của Quang Linh, bà Mario bất ngờ khi hay tin ngôi nhà được xây là của mình. Giọng bà run run nói, đẹp lắm cháu à, bà chưa từng nghĩ bà sẽ được ở trong căn nhà đẹp như vậy. Vẫn như mọi khi, lý do mà Quang Linh quyết định xây nhà cho hai bà cụ cũng vô cùng giản đơn và thiết thực. Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết tâm sự, nhận thấy nhà của hai bà cụ do xây dựng từ rất lâu và đã xuống cấp sau mấy trận gió lớn gần như sắp sập. Mình thấy có thể nguy hiểm vì bà cụ già rồi nên quyết định xây nhà cho hai bà cụ. Sau khi lên kế hoạch xong xuôi, Linh và nhóm bạn bắt tay vào việc xây dựng. Từ ngày 12 tháng 5 năm 2021, công trình được đốc thúc hoàn thiện chỉ trong vòng 25 ngày. Ngôi nhà được xây dựng đơn giản với một căn phòng rộng 20m2. Các đồ dùng thiết yếu như giường, đệm do anh Tiến, một người Việt Nam sống tại Angola, trao tặng. Theo chia sẻ của Linh, kinh phí xây dựng ngôi nhà khoảng 50 triệu. Nhưng khó khăn lớn nhất không nằm ở vấn đề chi phí, mà nằm ở quá trình xây dựng ngôi nhà. Do khu bản làng này nằm trên núi, nên việc vận chuyển vật liệu để xây cho hai bà mất nhiều thời gian hơn, đồng thời chuyện đi lại cũng không thuận tiện như các vùng đất ở miền xuôi. Bù lại, Quang Linh vui vẻ kể rằng, chính quyền ở đây rất nhiệt tình trong việc giúp các thủ tục pháp lý xây dựng, giấy tờ để sử dụng đất hợp pháp, chứ bọn mình không tự tiện làm một cái gì mà chưa có sự cho phép của chính quyền địa phương. Các cư dân mạng hầu hết đều bất ngờ và vô cùng khâm phục quyết định ở lại Châu Phi giữa mùa dịch của Quang Linh. Không phải ai cũng dũng cảm ở lại nơi đất khách quê người, thiếu thốn cơ sở vật chất trong thời gian này. Các cư dân mạng cho biết, việc làm của anh đã thể hiện sự nhân văn, tấm lòng lương thiện của người Việt và là niềm tự hào của Việt Nam. Bên cạnh đó, không ít người mong muốn được xem nhiều hơn về cuộc sống ở Châu Phi và ủng hộ anh Quang Linh hết mình. Bác Hồ đã từng viết trong bức thư gửi các thế hệ: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Vâng, ngay giờ đây chính các anh đã mang nền văn hóa Việt Nam đi khắp Nam Châu bốn bể để giúp bà con bản làng Châu Phi. Các anh đã góp một phần nhỏ trong công cuộc nâng tầm vị thế nước nhà và lan tỏa giá trị nhân văn, nhân đạo đến với tất cả mọi người. Chúc cho các bạn trong team Châu Phi luôn mạnh khỏe và tiếp tục phát huy tinh thần tử tế, trí tuệ của người Việt Nam để hỗ trợ hướng dẫn cho bà con Châu Phi tiến tới một cuộc sống ổn định hơn, no đủ hơn và hạnh phúc hơn. Cảm ơn món quà về tinh thần, tình cảm và cả vật chất mà team đã gửi về Việt Nam trong suốt thời gian qua. Cảm ơn cả tấm lòng vàng của những nhà hảo tâm trên toàn thế giới đã gửi gắm cho team Châu Phi để chia sẻ yêu thương tới người dân bản địa. Mong rằng Quang Linh và nhóm bạn cứ vững bước trên con đường mà mình đã chọn, con đường thiện nguyện đầy ý nghĩa. Bởi phía sau lưng các bạn là triệu triệu trái tim người Việt đang ủng hộ hết mình cho các bạn. Nụ cười là thứ không có biên giới nào có thể giới hạn được. Những trái tim Việt Nam đang tỏa nắng, góp phần sưởi ấm cuộc sống đầy khó khăn ở Châu Phi. Và video ngày hôm nay của chúng tớ đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ kênh vào 10 giờ và 17 giờ hàng ngày. Nếu video này làm các bạn thấy tâm đắc thì đừng quên tặng tụi tớ một like và combo thêm nút đăng ký kênh, rồi click luôn nút chuông bên cạnh để hóng video sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.